Xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay mình cần tìm chủ cho bé bút đồ mọi người ơi, cả bé trai bé gái luôn nha. Bạn nào quan tâm thì nhắn tin mình siêu mập và ú luôn. Màu kem nha cô chú anh chị, cho bút đồ màu kem nha mọi người, đảm bảo thuần chủng nha mọi người, bảo hành sức khỏe, bảo hành thuần chủng cho cô chú anh chị luôn. Mọi người thảo lông nó dày siêu dày luôn nha. Đây là chưa cạo lông máu á, mọi người cạo lông máu nó là dày và sáng rất là nhiều luôn. Cả bé trai bé gái luôn cô chú anh chị, màu kem này mọi người ạ. Khó tiền nha cô chú anh chị, một nâu đỏ nhiều một kem mọi người cũng hơi bị khó nha, không lâu mới có bày xinh lắm luôn cô chú anh chị ơi. Đó, có bé trai bé gái luôn nha cô chú anh chị. Cửa hàng của mình ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An nha. Mọi người có thể tới xem trực tiếp, hoặc là nếu mà không có tới được thì mình có hỗ trợ giao hàng nha, giao bé này mọi người. Đó, mình sẽ gửi xe sao gần thôi, sao quá mình không giao được nha, cái bác mình không giao được rồi mọi người. Đó mọi người thấy không, một kem lông rất là dày luôn mọi người không, lông cực kỳ dày luôn đó, cho bút đồ mà lông càng dày là càng đẹp nha cô chú anh chị, lớn lên càng dày càng đẹp, cắt lông nó với lại ưu điểm của cho bút đồ nó không rụng lông nha mọi người. Đó, một kem nha, bài này một kem có bé trai bé gái luôn đó, mặt tròn nha, rất là nặng luôn, cực kỳ dễ ăn luôn nha, không có cán cô chú anh chị ơi. Các bé cán ăn là cho cô chú anh chị về nhà cưng quá, nó cái ngay ngồi ở đây á, phải ăn thôi, ngoài phải đói rồi đó nha, có bé trai bé gái luôn cô chú anh chị ơi, phòng dáng ok nha. À, cô chú anh chị nào thích có thể gọi điện hoặc là nhắn tin hay Zalo, Facebook đều được nha mọi người. Mình có cửa hàng đàng hoàng nha, đây có cửa hàng mọi người đi xe container tới bọn được luôn nha, ý là mình nói là đường lớn á mọi người, xe gì tới cũng được luôn đó, không biết đường đi thì mọi người nhắn tin qua Zalo mình gửi vị trí cho đi. Ok, bye bye chú anh chị, xinh lắm luôn á, xinh cực kỳ xinh luôn nha mọi người, nó cái bộ đồ nha. Ok.